Trung tâm của em thì có dạy tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn. Nhưng mà em thì em dạy tiếng Việt. Hả? Anh cũng thích nếu mà em dạy cho anh. À, chưa có hẹn hò ai ạ. Em không có biệt tài hay gì hết, nhưng em sẽ lấy sự chân thật của em ra. Mời bạn Nam. Rồi, chào em. Hỏi đi em. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, em tên là Hồ Trung Hiếu, em 25 tuổi. Hiện tại em đang công tác tại Long Thành, Đồng Nai. Em đang làm một nhân viên kỹ thuật cho một công ty linh kiện, sản xuất linh kiện ô tô. Dạ, em xin chào chú Quyền Linh, chị Nam Thư và quý vị khán giả. Em tên là Cao Thị Thanh Tâm, em năm nay 24 tuổi ạ. Dạ, em đang làm công việc là chuyên viên tư vấn của trung tâm ngoại ngữ. Và em cũng là giáo viên ở đó luôn ạ. Ồ, vậy thì em dạy ngôn ngữ nước nào? Trung tâm của em thì có dạy tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn. Nhưng mà em thì em dạy tiếng Việt. Hả? Chà, nó liên quan dữ nè. Tại vì dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Vậy nhưng mà dạy ở đâu vậy Tâm? Dạ em đang dạy ở chi nhánh ở Bình Dương ạ. Như vậy có thể hợp lý ha. Bên đây Hiếu, bên kia Tâm. Hiếu Tâm, cái tên cũng rất là dễ thương. Cái hậu cũng rất là tốt ha. Có Hiếu, có Tâm là được rồi. Ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em là gì? Khá là nhanh nhẹn, vui vẻ, biết văn nghệ một chút ạ. Hát liền tại chỗ, lấy không khí liền nè. I remember tears streaming down your face when I say I'll never let you go. When all those others almost killed the light. I remember you said, don't leave me here alone. But all this event gone and passed tonight. Rồi, Taylor Swift hả em? Đúng không? Bài này của Taylor Swift đúng không? Bạn trai đối đáp liền. Ngày không em, không lung linh ánh nắng trên con đường. Dòng người lướt qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong. Hai bạn có giọng hát cũng khá tốt ha. Có thể đôi song ca hoàn hảo trong đám cưới của hai bạn cũng được. Đó, nãy giờ là Tâm mới nói về ưu điểm thôi nha. Còn khuyết điểm sao? Dạ em có nhiều khuyết điểm lắm ạ. Khi mà em làm việc thì em rất là nghiêm túc. Nhưng mà ngoài cái lúc làm việc á, là em giống như kiểu là cứ lơ tha lơ thơ. Kiểu là ví dụ em đang rửa chén hay em đang nấu ăn, tự nhiên em lại quay ra em hát. Xong rồi vô tình em làm bể đồ. Hát ca bồng bềnh rồi, bể đồ rồi, hoặc là khét đồ ăn rồi hả? Dạ, nhưng mà toàn bể đồ của trung tâm thôi, không bể đồ của em. Em biết lơ thơ đúng chỗ lắm. Anh ơi. Ơi. Anh có thích ngoại ngữ không anh? Anh cũng thích nếu mà em dạy cho anh. Ok, giờ em dạy cho anh một câu tiếng Thái. Anh nói theo em nhé. Mình chào hỏi nhau trước nha anh. Sawadika. Samanika. Thổm rắc khun khả. Cái gì? Từ gì lạ vậy? Anh lên đọc coi, giúp em nó kìa. Đọc lớn lên nghe coi từ lần thứ hai, lần thứ hai anh. Mình phải âm chữ thờ anh. Thổm. Hả? Thổm. Thổm. Đánh thỏm hả? Cũng được ạ, cũng được hả? Thổm. Thổm. Rắc. Thổm rắc khun. Thổm rắc khun. Là gì? Thổm rắc khun. Là gì? Thì anh đã nói chứ ạ. Thổm rắc. Nói đi cưng. Thọn rắc khốn. Rồi. Nghĩa là gì? Thế là I love you trong tiếng Anh đấy ạ. Là anh yêu em hả? Rồi nè, nghe anh đếm nè. Nừng xoắn xảm, xì ha hột, dẹt bẹt cáu xịp. Đúng không? Cái đó qua tiếng Hoa rồi. Không, tiếng Thái. Dạ, đó. Tiếng Thái á. Tiếng Thái nghĩa là đúng gì? Đúng không em? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời ơi, ghê vậy anh Linh. Trời ơi, mọi người ơi, anh Linh đếm được từ 1 tới 10 bằng tiếng Thái luôn. Sawadika, sawadika. Ủa đây đi kiếm tình yêu, đi học tiếng Thái. Ai lộn, quên, lạc đề rồi. Trời quay trở lại, quay trở lại. Rồi. Bên này có khuyết điểm, ưu điểm gì nói luôn. Em muốn làm một công việc gì thì hay tận tâm cho công việc và có một cái gọi là trách nhiệm trong đó. Đó, khác với bên kia, tốt. Dạ. Rồi còn về khuyết điểm của em thì cũng hơi bị nhiều. Ví dụ? Khi ngủ thì người ta sẽ ngậm miệng lại và ngủ. Còn khi ngủ em giống như là em có một cái tiếng ngáy nó hơi to một chút xíu.
Mẹ mới nói là câu sao mày ngủ mày không ngậm lại cái mỏ mày đi mà mày hả lại hả ra chi vậy? Biết đâu mà ruồi nó lọt cái đó rồi mày nuốt luôn hả? Nuốt gì ban đêm ngủ làm gì có ruồi. Nhiều khi nó ngái miệng bự quá có con chuột nó chui vô thôi chứ. Làm gì cho mình ruồi đó. Như cái thế nó cũng không có gì phải quá đáng lắm ha. Đàn gái, dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? À, nãy hơi ngại. Em chưa có hẹn hò ai ạ. Chưa luôn. Chưa yêu dạ. Lần nào. Biết ra làm sao. Thì đó. Biết chăng tình yêu như thế nào. Dạ. Nhưng mà lý do tại sao em đăng ký tham gia chương trình? Dạ, tại vì là em thấy là có một chị là chị ấy mới kết hôn xong à, em thấy chị ấy là vui vẻ và yêu đời. Thế là em cũng nghĩ là chắc là nó cũng có cái gì đó hay. Có tình yêu người ta sẽ vui vẻ, có hạnh phúc người ta sẽ yêu đời hơn. Dạ. Nếu mà mình không có tình yêu, không có hạnh phúc á, con người trở nên nó khô cằn lắm em không? Tình dạ. yêu nó là cái gì nó dữ dội lắm á. Dạ. Hãy thử hôn nhau một lần đi rồi sẽ biết trời đất quay cuồng vũ trụ sụp đổ. Cảm giác được chưa? Chưa. Chưa đúng không? Một chút xíu nữa mà bấm nút thì hôn nhau để thấy vũ trụ này nó xoay như thế nào. Rồi. Vậy thì còn đường tình duyên bên nhà trai thì sao ta? Tình duyên sao kể cho bà đàn gái nghe đi em. Sâu đậm nhất cũng là mối tình đầu của em, gần 4 năm ạ. Ồ, nhưng mà tại sao chia tay? Dạ, sau khi rồi em tốt nghiệp ra trường thì em đi bộ đội. Em nhớ năm đó là em đi tháng 3 cho tới tháng 11. Thì cuối tuần em về em mượn điện thoại của chỉ huy, em nhắn tin với lại người yêu của em. Thì tin nhắn trả lại làm em cũng hơi bị ngạc nhiên. Anh ơi, giờ em hết thương anh rồi, giờ phải làm sao? Thì lúc đó tự nhiên trong người mình nó buồn rũ rượi luôn. Tối anh em ngủ hết, bắt đầu em đang nằm cái nước mắt hai bên nó trào ra. Em kêu cái gì mà ngộ đời dữ vậy Hiếu, từ xưa tới giờ mày đâu có vậy đâu. Nhưng mà thật sự là lúc đó mình cảm giác nó rất là đau. Đau lòng. Một lần chúng ta thất tình chúng ta mới thấy được cái đỉnh cao của sự đau khổ thế nào. Hãy thất tình một lần để cảm giác tình yêu nó sẽ đẹp như thế nào. Trời, anh xuống gì dại vậy anh Linh? Không thật mà. Qua đó thì ta gọi là Mạnh mẽ hơn trong tình yêu đúng không? Ừ. Thôi bây giờ mình khép lại cái câu chuyện quá khứ đi. Ừ, một tương lai thật sự tốt đẹp sẽ mở ra. Tâm, dạ. Bây giờ là em mong muốn tìm một cái người yêu lý tưởng cho mình là như thế nào? Em nghĩ là cái sự hấp dẫn nhất ở người con trai á, là người đó có chính kiến á, phải thật sự kiên nhẫn nữa. Đó là về điều mà em lý tưởng. Dạ. Sao bà chưa yêu ai mà lý tưởng ít quá vậy? Thực ra em có lãng mạn nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình cứ nghĩ lãng mạn quá thì mình không có bao giờ tìm được cái người mà thực sự là ngoài đời nó có đâu. Em xem phim cũng nhiều, nghe nhạc cũng nhiều nhưng mà em biết là cái lãng mạn đó nó chỉ là nghệ thuật thôi. Hiếu ơi, vậy cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của em là gì? Có một chút gì đó sống về nội tâm một tí xíu. Xung quanh bạn ấy phải có những cái vệ tinh ở xung quanh. Có nghĩa là bạn ấy sống để mọi người yêu mến và hòa đồng, hòa nhập với cuộc sống, hòa nhập với xã hội. Nhưng nếu xung quanh bạn ấy nhiều vệ tinh quá em có ghen không? Đúng rồi. Dạ, nếu mà như vậy thì mình phải tự hào về bạn gái mình. Tại bạn gái mình dễ thương, bạn gái mình có nhiều tính tốt thì mới được nhiều người quan tâm. Nhưng em có đủ bản lĩnh để em thi đấu với nhiều vệ tinh không? Dạ, em không có biệt tài hay gì hết, nhưng em sẽ lấy sự chân thật của em ra. Rồi, tốt. Hôm nay Tâm, em đi đến đây với ai? Dạ, em có đi với một bạn đồng nghiệp của em và một bạn thân của em nữa. À, chào bạn đồng nghiệp, chào bạn thân của Tâm. Con chào chú Quỳnh Linh và cô Nam Thư ạ. Chào anh ạ. Dạ, nãy giờ thì em thấy anh nói chuyện rất là chân thành. Và em và chị đồng nghiệp cũng là những vệ tinh xung quanh chị Tâm đây ạ. Chị Tâm thì sống rất là nội tâm ạ. Em muốn nếu mà sau này anh chị có thành đôi thì quan tâm nhiều hơn. Em chuyển lời cho thì em cũng là bạn thân của bạn Tâm. Thì em cảm thấy là nói về tính cách thì hai người cũng khá là hợp nhau. Đến được với nhau thì em cũng rất là mừng. Sau 24 năm thì bạn ấy cũng đã được biết được tình yêu là gì. Em cảm ơn ạ. Rồi. Cảm ơn hai bạn. Hiếu đi với ai Hiếu? Dạ, em đi với gia đình gồm cậu và Dượng và bạn đồng nghiệp và em trai. Rồi, mời đại diện gia đình bằng đàn trai. Kính thưa chương trình, chào MC Quỳnh Linh, MC Nam Thư và tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi xin có đôi lời là Hiếu ơi, cậu cũng thấy bạn Tâm cũng được đấy. Mỗi người đều có cái ưu cái khuyết nhưng mà cậu hy vọng hai cháu sẽ cho nhau cơ hội và tiến xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn cậu. Bé Tâm ơi, bây giờ ở dưới á, là có cậu nè, chắc đây là Dượng nè, bên này là bạn thân và em trai.
Bây giờ em nhìn đi, em đoán ai là em trai của Hiếu bên kia? Em nghĩ là bạn bên này. Là ở ngoài cùng đúng không? Dạ. Em có phải là em trai của Hiếu không? Dạ, em là em trai của anh Hiếu. Đó, thấy chưa, em trai đẹp trai như cực phẩm không? Nào, mở nào. Bắt đầu đi Hiếu. Mình chào bạn gái. Dạ. Bước tới đi. Tới chương trình thì mình có một cái món quà muốn gửi tặng bạn. Mỗi cái món quà thì nó có một ý nghĩa riêng. Mình tặng bạn con gấu. Dạ, trước. Dạ, em cảm ơn anh. Nhà con gấu là ý nghĩa gì em? Ý nghĩa là từ nay nữa là bạn ấy sẽ không còn cô độc nữa. Rồi còn trong hộp quà là cái gì vậy? Một lần em đi chơi ở Đà Lạt thì em mới nghĩ ra mình, nếu mình có bạn gái thì mình phải biết bạn gái thích gì và cần gì. Và Đà Lạt thì là một cái chốn gọi là lạnh lẽo mà cần cái một cái hơi ấm mà cần một sự che chở, thì em có gửi đến bạn một cái nón len. À. Đội lên đi. Đội luôn, đội luôn. Và cái khăn choàng cổ để giữ ấm. Dạ, cảm ơn ạ. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, còn em tặng gì cho Hiếu? Nói luôn đi cưng. Dạ, em có tặng cho anh một cuốn sách ạ. Em rất quan tâm tới người khác nhưng mà em không có biết cách mà nói sao cho người ta hiểu. Cho nên là em muốn mua cái cuốn sách này, nó rất là tốt cho sức khỏe. Ở đó có rất là nhiều cái hay, cái mà em muốn nói. Nhưng mà nhiều khi nếu như mà em nói em cằn nhằn thì em sợ là anh không vui. Thì lúc em sẽ nói là anh mở trang 35 ra xem đi. Thì thế là được. Rồi, hai bạn mình về chỗ nha. Phụ nữ như vậy thì thông minh đấy. Không cần nói, anh mở trang 35, 39, 21 gì đó, thí dụ vậy. Rất là hay. Rồi, bây giờ... Bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Cho anh hỏi là khi mà em yêu thương một ai đó thì cái quan điểm trong tình yêu em là cái gì? Cái gì quan trọng nhất? Em muốn dành những cái ưu điểm của em để cho cái người mà em thực sự là em yêu thương ạ. Đối với công việc thì em là một người anh nghĩ là cực kỳ có trách nhiệm. Vậy trong cái chuyện mà gọi là xây dựng được cái hạnh phúc, xây dựng được một cái gọi gì đó là trong tình yêu của mình, thì cái trách nhiệm đó em có đặt vô không? Dạ dĩ nhiên là có ạ. Em muốn hỏi anh là nếu như mà bây giờ mà thực sự là mình có tới với nhau á, thì anh có đảm bảo được là những cái người trước á, họ không có ảnh hưởng gì tới cái chuyện hiện tại của mình? Đối với anh thì cái kỷ niệm và cái hồi ức nó chỉ là những thứ đi qua, rồi nó mang lại cho mình những cái ấn tượng đẹp và coi như là một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống của mình sau này thôi. Dạ. Còn mình sẽ lấy những cái vấp ngã, những cái va đập kiểu xã hội, va đập trong tình cảm đó, rồi mình cân bằng lại cái bản thân mình. Rồi sau này mình lấy cái khuyết của mình đó, mình bù lại cho cái khoảng sâu của mình nữa. Anh quan niệm như thế nào về chuyện kinh tế ạ? Anh nghĩ là người phụ nữ là người sẽ quán xuyến tốt nhất về chuyện tiền bạc và tiền nong sau này. Tại vì cánh đàn ông nếu mà họ có nhiều tiền, đôi khi họ sẽ tiêu một cách nào đó phung phí. Tại người ta thường nói là đàn ông xây nhà, người phụ nữ thì giữ cái hơi ấm của cái ngôi nhà đó. Nên anh sẽ để tài chính do em quyết định. Cái đó em thấy là cũng tốt ạ. Nhưng mà em thêm một tí nữa thôi. Tức là nếu như mà mình cái chuyện tài chính á, anh nói là đàn ông người ta có thể là tìm cái cách nào đó để phung phí tiền, thì em hy vọng là anh đừng có tìm cái cách nào đó. Đừng có tìm cách. Với lại là em cũng muốn anh có trách nhiệm với cái tiền bạc mà anh kiếm ra. Thì khi mà anh làm cái gì, anh hãy nghĩ là nếu như anh chưa có vợ thì đó vẫn là tiền của anh. Đừng có nên phung phí. Em là một người rất tiết kiệm và em cũng nghĩ là em không có quản nhiều quá đâu, em không có quản việc tài chính quá nhiều đâu. Em nghĩ đó là trách nhiệm của đôi bên. Ban đầu hai đứa nhìn nhau thì em cảm nhận như thế nào về anh? Dạ em có cảm nhận là thật sự anh là một người trông rất là gọi là tuấn tú, nên là em cũng có phần lo sợ ạ. Em lo sợ điều gì? Em lo sợ vậy thôi. Em đôi khi em sẵn sàng em giấu cái cảm xúc của mình và em chịu đựng nó một mình đúng không? Dạ. Thì anh nghĩ là sau cái cuộc trò chuyện này nè, anh sẽ là người luôn lắng nghe và chia sẻ cho em cuộc sống sau này. Rồi mình sẵn sàng cho nhau cơ hội. Biết đâu được ngày mai ngày kia nữa, một thời gian sắp tới thì mình sẽ thành một đôi. Dạ. Rồi hết thời gian.
chúng ta để tay vào nút bấm. Phải rung động thật sự thì hãy bấm, và có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị 3 2 và 1. Hết thời gian. Ồ. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng. Đây quà của em. Nắm tay nhau nào. Hôm nay Hiếu đã bấm nút rồi thì Hiếu phải có trách nhiệm với cái bấm nút đó. Và Hiếu sẽ thực hiện những lời mà Hiếu nói. Hiếu không dám hứa chắc được trước một điều gì, nhưng Hiếu sẽ mang đủ bản lĩnh đàn ông ra để che chở. Hay quá. Dạ em muốn nói là em rất là cảm ơn hôm nay cô chú đã đến cùng với lại anh Hiếu á. Và em cũng cảm thấy là rất là cảm thấy là anh Hiếu như thế này thì chắc là phụ huynh của anh thì cũng rất là tuyệt vời ạ. Em chỉ biết cảm ơn thế thôi ạ. Này, cô gái, cô hãy mở lòng mình ra ha. Và chàng trai cứ ôm chặt cô gái, hãy bảo vệ cô ấy. Thật sự tụi em rất là vời đấy. Anh cảm nhận rằng hai trái tim này có thể hòa chung một nhịp đập. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên để chào đón cái tình yêu của hai đứa. Nào, Hiếu. Mình xin phép. Đó. Mà xong rồi có đi nhà nghỉ á. Có nè. Có. Mà vô đó nằm từ tối đến sáng, xong rồi em với hôn với ôm à. Rồi không có làm hết trơn, về bọn đó bỏ em luôn. Rồi không có làm hết trơn, về bọn đó bỏ em luôn. Rồi, chào em gái. Dạ chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh à, và các vị khán giả. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mời bạn gái giới thiệu đi em. Dạ, em tên Thu Thủy ạ. Năm nay tên gì em? Thu Thủy. Thu Thủy. Dạ, năm nay 24 tuổi và đang làm công nhân mai. Công nhân mai. Và sau sinh sống. Sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ờ, quê ở đâu em? Dạ, không có quê. À, em là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Mời bạn trai. Lời đầu tiên xin cho Kim Tuấn gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị trong trường quay. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Và chào em gái bên hàng rào Hoa Hồng. Dạ. Mình tên là Kim Tuấn, năm nay 33 tuổi. Hiện tại đang làm bảo vệ dân phố và kim luôn bánh tráng trộn buổi chiều tối. Tức là bảo vệ khu phố rồi kim luôn bánh tráng trộn là sao? Ban ngày em làm bảo vệ dân phố là qua ca trực xong là em về em kinh doanh thêm buổi tối. Em bán con mình bánh tráng trộn dạ, em bán. Tự em làm em bán hay là? Tự em làm bán, trộn cuốn và nướng nước sâm luôn. Thôi đầy đủ. Giỏi quá ha. Vừa có nóng vừa có mát. Bạn gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Còn điểm yếu của em là em hay mua đường với hay quên. Thích ăn bánh tráng trộn không? Dạ thích ạ. Thích hả? Từ nay ăn bánh tráng trộn không tốn tiền. Ăn có thể nó ăn trừ cơm ăn ngày ba bữa luôn. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Nếu nóng quá thì mình uống đồ mát vô. Có nước sâm dạ. Hả chị? Uống nước sâm vô mát dạ. Liền. Đạo quá ha. Dạ. Ăn bánh tráng trộn từ sáng đến chiều, uống nước sâm từ sáng đến chiều là cũng mệt lắm á. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ thưa chị Cát Tường và thưa em gái bên cạnh, điểm mạnh của em là vui vẻ, nhiệt tình, hài hước, tận tâm, tận lực. Điểm yếu là nhiều khi nóng quá, thẳng tính, hay ngủ nướng, hết. Ngủ nướng rồi có bữa nào là chuẩn bị không kịp, không đủ đồ để bán không? Dạ bán trễ hoài chị ơi, bị khách chửi hoài chị ơi. Mấy giờ mở cửa đến mấy giờ đóng cửa? Dạ 5 giờ chiều mở cửa, có khi 7 giờ tối mới mở cửa, bán tới 10 rưỡi 11 giờ, tùy theo khách. Bữa nào bán ế thì sao? Không có ế, bao ế, ế luôn, không có ế. Mình làm sao đâu mà kể, cô tả làm bánh tráng trộn sao? Bánh tráng trộn thì mình sẽ bỏ bánh tráng vô. Xong rồi mình chế sa tới, rắc đều lên, sóc, mình nhào, mình nặng, mình nắng, mình bớt. Đó, cho nó đều dầu. Xong mình rắc muối đều hết. Giờ mình có bỏ xoài, đậu răm, đậu phộng, trứng cút, hành phi, khô mực, khô bò, khô gà, con ruốc, tắc, rồi mayonnaise, tương ớt. Rồi xong, 10.000 thôi. Chị có tiền. Rồi rồi tay nào trộn. Tay phải em trộn chị. Tay nào lấy tiền? Tay trái. Vậy hả? Tay này có xài bao, tay này không có xài bao. Tay nào bóp? Hai tay cùng bóp. Bóp tay chứ. Lành quá ha, lành quá ha. Dạ, dân buôn bán mà chị. Bên đây cô gái chảy nước miếng rồi nè. Nhưng mà nhớ đó nha, là phải vệ sinh an toàn thực phẩm. Dạ. Làm cái gì cũng vậy, chúng ta làm thế nào đó để cho vệ sinh, làm gì phải bằng bao tay. Em có cái tật xấu gì không? Hay nói nhiều thôi. Nói nhiều cũng là một cái gọi là
cái việc làm ăn buôn bán là tốt chứ đâu có gì đâu. Mà nói nhiều khi nhìn nói nhiều quá người ta sợ. Nói chung là trong tình yêu đôi lúc cũng phải lắng nghe đối phương chút xíu ha. Mua bán mình nói nhiều thì được. Nói chung mà ưu điểm của em nhiều lắm anh biết mà. Em hát được không? Dạ được. Nhưng anh cho em nhường cái phần đó để cái hàng rào kéo là em hát thì em mời bạn gái bên kia hát nhảy với em. Được. Bây giờ tình trường của em sao nè? Dạ chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào hết. Dạ. Trong trắng trên nguyên. Nắm tay chưa? Dạ chưa. Có nụ hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Chưa có trai nắm tay luôn. Dạ chưa. Một hồi có con màng vừa ăn bánh tráng trộn vừa hôn. Bạn bên kia là một cô gái chưa bao giờ có mối tình nào cả. Bạn cảm nhận thế nào? Dạ cảm ơn đó một điều rất là tốt. Em cũng thích mẫu người con gái như vậy. Còn bạn mấy mối tình rồi? Em thì được hai mối tình. Mối tình đầu tiên là ngày trước khi đi nghỉ vụ á, là thích bạn đó mà bạn đó không thích. Đi 2 năm về. Cái vô tình em bị sốt xuất huyết. Em nằm bệnh viện mười mấy ngày đó. Cái bạn đó mới qua hỏi em Út, em xin số điện thoại. Xong rồi bạn đó tự tìm mà gọi điện thoại cho em hỏi em nằm bệnh viện nào rồi lên thăm nuôi em mười mấy ngày luôn. Cái về quen. Còn mối tình thứ hai thì nó cũng khá căng. Có thể là hy hữu đó. Là sao? Tại vì cô đẹp, rồi học cũng giỏi mà dân du lịch. Quen nhau gần 2 năm mà cứ gặp được chắc được 3-4 lần, 3-4 tháng mới gặp 1 lần. Bị khắc khẩu. Có lần cuối cùng rủ đi chơi thì rủ lắm, mấy tiếng đồng hồ mới đi chơi được. Mà đi chơi xong đêm đó cũng có quá giờ á. Rồi xong rồi có đi nhà nghỉ á. Có nữa. Có. Mà vô đó nằm từ tối đến sáng xong rồi em chỉ hôn với ôm mà. Rồi không có làm hết trơn, về bọn nó bỏ em luôn. Rồi không có làm hết trơn, về bọn nó bỏ em luôn. Phải không? Hay là... Cái đó sự thật vậy. Hay là đêm đó bạn ấy phát hiện ra điều gì ở bạn? Không, em rất là khỏe khoắn anh. Em rất là mạnh mẽ. Sao biết? Tại vì em để quên cái tờ giấy đó khám xét nghiệm tinh trùng ở nhà rồi. Khám xét nghiệm tinh trùng ở nhà rồi. Chứ em là... Cái gì? Men. 90%. Em xét nghiệm luôn á hả? Xét nghiệm tinh trùng rồi. Em có thử nhưng mà em lục tờ giấy không ra. Xét nghiệm tinh trùng á. Chứ vậy? Để biết mình nó còn cái nó còn bơi được, nó còn khỏe. Ai kêu em đi làm cái giấy đó? Em tự bản thân em đi. Vậy là em... bản thân em có nghi ngờ mình là yếu đúng không? Không có nghi ngờ nhưng mà mình phải là phòng hơn. Như mình kêu khám để biết cho mình an tâm. Là khám cách đây bao lâu? Khám mới đầu năm à. À chứ mà nhiều khi đầu năm nó còn khỏe chứ giờ nó yếu rồi. Không, sức khỏe vẫn điều độ mà ăn ngủ thì điều độ mà. Tướng này là chị khỏi chê rồi. À vậy hả? Nó vậy yếu chứ rồi. Sao vô khách sạn không làm gì? Thì thương thì không có làm nữa. Em đặc biệt thương không có làm. Đây nhiều khi mình tạo ấn tượng để cho người ta nhớ mình. Còn không thương làm hả? Không thương thì không vô rồi. Nhưng mà vô thì chỉ là thể hiện tình cảm bảo vệ có trễ quá rồi. Trường hợp bất đắc dĩ phải vào nhà nghỉ thì có ôm có hôn như vậy thôi. Được. Lanh quá ha. Dạ. Giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái thì sao? Cao trên 1m58, ốm. Được không chị? Được. Được. Rồi da trắng, đừng có bị cái gì đó. Nó khó chịu á. Cái đôi cánh thiên thần á. Với lại đừng có bị hô. Rồi đừng có môi sách. Đừng có môi mỏng. Cái gì tùm lum vậy? Không, đặc biệt cái đó là cái miệng quan trọng đó. Khó tính quá à. Không khó lắm chị. Em cũng dễ lắm chị. Thôi cũng được. Thích con gái hiện đại hay là con gái truyền thống? Vừa nửa này nửa kia thôi. Chứ hiện đại quá nó hại điện. Nên là truyền thống thì cũng khuôn khổ quá. Nên cứ sao cũng miễn thấy thoải mái được rồi. Rồi thôi được rồi. Để anh qua anh coi đàn gái coi sao nha. Dạ. Dạ chào chú. Chào em gái. Dễ thương quá. Con nhiêu tuổi rồi con? Có 24 tuổi hả? 24 tuổi con gì ta? Tuổi con chó. Con chó, bên đây con gì? Con trâu. Trâu chó. Thôi chà. Một người quả người kim à. Người quả kim. Người bạn quả người bạn kim à. Cũng nè. Được không? Dạ cũng được anh. Dạ. Vì mở nấu mình cũng không sao. Trâu chó gặp nhau cũng được rồi. Đây anh này dễ thương đó. Con có bánh tráng trộn được không? Dạ được. Con thích ăn bánh tráng trộn. Nói vậy thôi chứ khi bán thì ăn ngán. Con ghét cái tính gì của đàn ông nhất? Gia trưởng hả? Ích kỷ. Cái đó thì không có đâu. Em dễ thương lắm anh. Không nghiện rượu bia. Không hút thuốc. Không hút thuốc. Bia rượu có. Xã giao anh. Xã hội giờ là phải xã giao. Xã giao thì được. Xã giao ha. Xã giao. Biết kính trên nhường dưới. Biết quan tâm và chăm sóc. Anh này nghĩ rằng ảnh đối nhân xử thế được. Bởi vì rất là lanh. Dạ. Ha. Tôi thấy cũng ổn định ha. Hai đứa cũng dễ thương. Hợp lý với nhau. Hôm nay em đi với ai em gái? Dạ đi với bà và mẹ và chị với bác. Bà là bà nội bà hả? Sáu à. Bà Sáu. Dạ. Kính chào hai MC dễ thương Quyền Linh và Cát Tường. Dạ, dạ chào cô. Cô là Phạm Ngọc Hạnh, 66 tuổi. Cô có cơ sở mai mặt. Thì Thủy tới nhà cô để làm. Thì cô nhận xét thấy Thủy là cái người rất là trung thực,
có trách nhiệm. Cô chịu nhất cái tánh đó. Cô nhận xét về em trai, thấy thì nói hơi nhiều. Con chênh lệch với Thủy hơi nhiều, 9 tuổi, nhưng mà không có kỵ. Thì cô thấy là hai con tới đây thì đã có duyên gặp nhau rồi, thì mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ. Cô xin hết. Cảm ơn cô. Rồi, em trai đi với ai? Em đi với lại mẹ em trai em, giờ bà con nói sớm. Dạ, chào chú Quyền Linh và cô Cát Đường. Dạ. Hôm nay tôi thấy cháu cũng Thủy cũng được, dễ thương. Tôi cũng mong cho hai cháu tìm hiểu tới nhau mà đến hôn nhân. Thôi sẵn đây cô có nói vài tiếng với bên đàn gái đi. Đó. Hai bà xui nói chuyện đi. Trời ơi. Hai bà xui tương lai. Chúc con hai cháu nha bà xui. Dạ. Rồi, bây giờ thì hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Câu chuyện bắt đầu. Dạ, em chào anh. Gửi em bó hoa với lại món quà. Cảm ơn anh ạ. Quà gì vậy? Anh lựa. Dạ, cho nón chị. Dạo này nó nắng lắm. Cái nón để hy vọng có ngày em đi biển đội với anh. Dạ. Anh không biết em cái size nào. Dạ. Anh lấy tao ba cái rồi. Rồi. Em quay cho mẹ coi. Dễ thương không mẹ? Còn cái này đó. Còn này, thử. Đây. Còn cái này đó. Cái này là để đi chơi với anh đội nha. Cái đi biển. Đó. Rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Vừa hết phải không? Dạ. Vừa hết đúng không? Dạ được hết. Em lần đầu tiên em cảm nhận với anh như thế nào? Em thấy anh được. Anh được. Anh có đẹp trai không? Anh có đẹp trai không? Dạ đẹp. Dạ đẹp ạ. Mặc áo ấy luôn. Nè, gái mới lớn người ta chưa có bạn trai, chưa nắm tay đó nha ông. Lanh quá. Anh cảm nhận đầu tiên gì em là em có đồng điếu. Đúng dạ. Với anh luôn. Dạ, em dễ thương quá. Em cảm ơn anh ạ. Em cười rất là đẹp. Anh cũng hy vọng anh thấy em cười hoài. Đó. Anh mua cái bó bông này là hoa hồng cam đỏ này là ý nghĩa là em lúc nào anh cũng muốn em lúc nào cũng mình nồng cháy rực lửa trong mắt anh. Ngay cái phim vào bếp em giữa chén đều phải rực lửa. Đó, ý anh. Dạ, cảm ơn. Đó. Anh thì con người nó cũng nhiệt huyết lắm nên hy vọng em cho anh cơ hội để hai đứa mình tìm hiểu và để cho mẹ anh với mẹ em là có thể là ngồi uống chung rượu mừng. Dạ. Đó. Anh sẽ hát một ca khúc để hát tặng em và tất cả mọi người ở đây. Mẹ Việt Nam anh ơi san quách, nghe đâu đây tín vọng hòa bình. Về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai. Xin em đừng qua vùng có hoang, xin em đừng đến những nơi chim xanh hoang ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Trời ơi, trời ơi. Trời, quá hay, quá hay. Được, dễ thương. Em gái có hát lại bài gì không con? Dạ, con hơi bất cỡ. Hát đi em, có anh cổ vũ cho. Hát đi em. Dạ, em xin tặng anh và quý vị khán giả và chú Quyền Linh và các và cô Cát Tường một bài hát dễ thương nhưng mà đoạn nhỏ thôi. Thôi để hạ cái bó bông thấp thấp xuống che cái mặt rồi. Đừng có núp vô bó bông nữa. Từ lâu em ước mơ về một ngày nắng dịu dàng, có người mang cho em một bó to như mơ qua. Và trong ấy bước ra là chàng hoàng tử quá ư xinh trai. Đến bên em và nhẹ nhàng hôn vào tai. Dạ hết rồi ạ. Quá hay Nguyên. Thôi, cảm ơn. Không làm quá, người ta hồi hộp người ta rung mà ông còn sáp sáp vô hoài. Phải sáp để bảo vệ chị, chứ phải sáp ý đồ. Trước giờ anh lo công việc quá. Hôm nay cũng hơn nửa đời rồi rồi. Nên giờ thời gian anh sẽ dành lại, rảnh anh sẽ dành cho người yêu. Thì anh cũng hy vọng Gò Vấp ở quận 8 thì nó cũng không xa. Em nghĩ là mình hẹn hò trong tuần... giờ nào hay thời gian nào em rảnh nhất? Em thì làm suốt, chỉ có chủ nhật thì được nghỉ thôi. Thì cũng làm về 5 giờ. À 5 giờ, về qua 6 giờ đi chơi được rồi đúng không? Dạ được. Đi vô cái tiệm ai bán? Dạ không, có tiệm thì em giao cho người khác bán chị. Em muốn sinh viên bán mà chị. Mình làm chủ thôi phải không? Em thường em thích đi đâu chơi? Em mù đường lắm phải không? Em thích đi đâu. Vậy là chuyến này mình hai đứa mình quen nhau á. Đi xem phim xong á. Thì có cuối tuần này anh xin phép mẹ với lại chị em để đưa em đi biển cho em đội cái nón để chụp hình với anh. Hen. Dạ, dạ được ạ. Dạ được ạ. Em có nói gì anh không? Hay hết đẹp trai quá bất ngờ. Cảm nhận đầu tiên của em đó đối với anh là em thấy anh chân thật, dễ thương.
Hương, cảm ơn. Vui vẻ hòa đồng. Vâng. Sau này kết hôn thì kinh tế trong tiền bạc trong gia đình ai sẽ là người quản lý? À, chắc anh lớn hơn em để anh giữ đi ha. Anh lớn hơn em để anh giữ đi ha. Chứ mà để anh giữ. Không, em còn nhỏ chứ em chưa có rành, giữ chứ chưa có chắc. Khi nào em chắc. Không, em rành đó. Cái tiền em biết em rành rồi, nhưng mà rành thì cũng nhiều khi nó có nhiều thứ. Để anh nắm rõ hơn, anh giữ chứ. Giờ phần phần từ về sau này của chồng công vợ mà sẽ có phần em trong đó. Em phải giữ. Chị, sao chị? Có thắc mắc gì không chị? Thắc mắc là mỗi ngày là phát tiền cho vợ mỗi ngày hay sao? Không phát tiền. Em đưa tiền tháng rồi đó. Đó. Tháng bao nhiêu? Hả? Thì tùy anh. Tùy thì nói bao nhiêu phần trăm của em nói nghe coi. Giờ dạ. Em làm ra 10 phần tháng em phát vợ mấy phần? 5 phần. 5 phần kia giữ lại làm gì? 5 phần em giữ lại để em lo vợ sau này. Em sẽ dành cho vợ một khoản gì đó bí mật riêng. Cái này là gọi là bí mật. Đó, để đi. Lành quá ăn hiếp vợ không? Không ăn hiếp đâu chị. Em trước về em hiền. Anh biết em hiền, anh nhìn em biết em hiền rồi, anh cũng hiền lắm. Nhưng mà anh không bao giờ ăn hiếp em. Không giờ ăn mà cũng không giờ làm gì hết trơn. Nghe anh nói là anh không thích người mập, mày mập á. Không, em mập rồi, từ em về em ở với anh là em giờ đứng mấy chân trộn với lại mớm à. Đó. Anh tính rồi, anh tới trường hao rồi. Yên không? Anh trường hao. Thôi tôi bỏ tài. Không nói được hết không? Dạ, thì dân buôn bán mà anh. Em chưa bị tinh thần rồi. Nói nghiêm túc và tôi cũng thấy mắc cười. Nói hay lắm. Con người ta hiền lắm đó nha. Bình tĩnh nha cưng. Dạ. Suy nghĩ thật kỹ. Rồi, để tay đút bấm bên kia. Để ngồi tướng cho đẹp. Hai bạn hãy tự quyết định và đưa ra cái sự lựa chọn của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hai bạn chúc mừng. Rồi hả? Nắm tay nhau đi. Cô gái này chưa được nắm tay, chưa hôn bao giờ. Ấm không? Dạ, con xin phép bác gái cho con đặt nụ hôn đầu tiên lên má em Thủy. Anh hôn em nha. Hôn má. Hôn môi hả? Anh kỹ thuật kêu nha em. Trời ơi. Em lấy chồng. Dạ. Em không muốn sống chung với mẹ chồng, đúng không? Dạ đúng rồi. Quyết định như vậy? Dạ. Không sống chung với ai hết. Có thể là sống chung với gia đình của em. Có thể là sống chung với gia đình của em. À. Mời bạn nam. Rồi, xin chào bạn. Dạ, em xin chào MC Cùng Linh. Rồi. Em xin chào MC rồi. Nam Thư. Ngồi xin bạn. Chào tất cả khán giả trong trường quay ạ. Mời bạn gái giới thiệu về mình trước đi. Dạ em xin chào MC Quyền Linh ạ. Em chào chị Nam Thư. Em chào quý vị khán giả đang ngồi phía dưới. Em tên là Nguyễn Thanh Thảo và em đến từ Bình Dương ạ. Năm nay em nhiêu tuổi rồi Thảo? Dạ em sinh năm 1991 đó chị. À, mình làm công việc gì hả Thảo? Hiện tại thì em có hai công việc. Thì ban ngày thì em làm kế toán, còn ban đêm thì em tự làm chủ cho em. Dạ em bán hàng online, em đi dạy kèm đó chị. Mời bạn trai. Em xin giới thiệu với chương trình, em là Nguyễn Bá Ngọc. Em sinh 1983. Yeah. Em quê Thanh Hóa nhưng em vào Bình Dương 22 năm rồi. Ở Bình Dương 22 năm? Dạ. Ở đâu? Dạ em ở Thuận An. Thuận An á hả? Dạ. Hỏi coi hai người gần nhau không? Anh hỏi là em ở chỗ nào Bình Dương vậy em? Dạ em ở Thủ Dầu Một anh. À cũng gần mà. Mình cho biết một ít cái ưu điểm, khuyết điểm đi bên đàn gái. Dạ ưu điểm của em thì em là người vui vẻ, hòa đồng. Em dễ bắt chuyện, thân thiện. Nhưng mà khuyết điểm của em thì em lo xa, nhưng mà cái xa của em nó không giống như người ta. Ví dụ chị nghe nè. Ví dụ như người ta đi xa thì chừng một cây số, còn em đi xa lên tới xa quả luôn á chị. Em đi xa quá. Em đi xa quá nên em cần một người kéo em xuống kịp thời. Thôi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ em thì em sống chân thật. Chân thật, dạ, hòa đồng, vui tính. Khuyết điểm của em là em hút thuốc khá nhiều. Hút thuốc nhiều à? Hút ngày mấy gói? Chắc cũng cả gói. Tại trời ơi. Em là kinh doanh buôn bán bên bia, em là phân phối. À, nhà phân phối bia ha? Dạ. Ý, vậy thì chắc nhậu dữ lắm hả anh ơi? À, không có chị Nam Thư, em thì nói chung không phải ai cung cấp bia cũng biết nhậu hết. À. Em thì cũng biết uống nhưng mà tiểu lượng em ít lắm. Công việc thì em cũng có tham gia chút thôi. Vậy thì được. Dạ. Nói chung là hút thuốc mà giảm được thì tốt nữa. Dạ. Nha. Rồi, đường tình của bên đàn gái sao? Dạ hiện tại thì em cũng trải qua hai mối tình nhỏ nhỏ, hồi sinh viên của em thôi chứ cũng không có gọi là sâu sắc cho lắm. Dạ. Yêu mấy tháng?
Cái mối tình lâu nhất của em là thời sinh viên thì kéo dài 3 năm rồi anh. Đã có hứa hẹn gì chưa? Dạ chưa luôn anh. Đã có nắm tay chưa? Dạ chưa luôn, cũng chưa hôn bao giờ. Trời, chưa 3 năm mà chưa 3 năm luôn. Thì bởi vậy nên tụi em mới chia tay á chị. Anh Ngọc ơi. Dạ. Mình đã nắm tay bao nhiêu cô rồi? Em thì cũng nắm rất nhiều, mình chính thức được 3 cô chị. 3 cô. Ba dạ. Cô luôn. Mối tình cô nào dài nhất? Là cô đầu tiên ấy nha anh. Tại em thì nói chung là yêu trẻ dữ lắm. 23 tuổi em mới có mối tình đầu tiên. Rồi ba cái mối tình đó tại sao lại chia tay nhau mà thứ quen là cũng bánh như vậy? Thứ nhất thì khi em còn ít tuổi á thì sự nghiệp của em chưa có gì hết mà mình xác định mình cuộc sống ở phương Nam này. Rồi cái khi mà mình có một cái kinh tế ổn định quen người cùng á thì người ta lại không đồng ý là cuộc sống mình với mẹ mình. À, ý là chỉ hai vợ chồng sống thôi mà em là con trai duy nhất gia đình. À, có trách nhiệm gia đình với mẹ đúng không? Dạ, em vì nhà mình nhà em, riêng mình luôn. Em thì chưa có nhà nhưng tương lai 1-2 năm nữa em sẽ có nhà bởi vì em đang còn vướng bận vào kinh doanh buôn bán. Nhưng mà hướng sắp tới thì khoảng bao lâu nữa thì mình có thể 1-2 năm nữa thôi. 1-2 năm nữa. Dạ. Bên đây cũng là một chàng trai có chí hướng nhưng mà có thông báo trước là bên đây là ở với mẹ là bắt buộc phải là làm dâu đó. Dạ. Nếu vậy thì Thảo em có ngại chuyện làm dâu không? Em không có ngại cái vấn đề phải làm dâu nhưng mà em nghĩ là tốt nhất là nên ở riêng tại vì sinh hoạt vợ chồng thì sẽ nhiều cái nó sẽ thoải mái hơn. Thực sự là gia đình anh thì cũng có ít người thôi, anh và hai đứa em thôi. Mà hai đứa em thì nó lấy chồng và sinh sống ngoài Bắc rồi. Thì trong đây thì anh công việc của anh rất là bận, phải có mẹ để phụ giúp nhà cửa nói chung rất là nhiều việc. Như vậy thuận lợi đó. Dạ. Yeah. Bây giờ Thảo, em có thể nói về cái mẫu người đàn ông mà em mong muốn tìm cho mình không? Người yêu của lý tưởng của em. Thật ra thì em cũng không có mẫu gì cho lắm. Chỉ là người đó sống biết hiểu chuyện, biết suy nghĩ cho em. Chứ là nhiều khi tính của em thì nó cũng hơi con nít tí xíu á. Nên cần một người nó cũng hơi trưởng thành hơn em tí xíu. Rồi, bên đây muốn một người phụ nữ như thế nào? Thứ nhất là em mong muốn một người phụ nữ là hiền, là mẫu phụ nữ của gia đình. Của gia đình. Và có một nét đẹp truyền thống. Rồi để anh qua xem đàn gái coi sao nha. Dạ, có gì nói nghe anh. Rồi, đàn trai qua xem mắt đàn gái. Dạ, em chào anh. Chào gái, dạ. Cười rất là tươi ha. Công nhận em cũng là một người có chí hướng đó chứ. Dạ. Làm việc sáng rồi trưa chiều tối luôn nữa. Dạ, em là người sống tự lập anh. Chính em xác. Độc lập về tài chính. Đúng vậy. À, nãy giờ nghe em bên kia nói thì em cảm nhận ảnh là người thế nào? Em mới cảm nhận sơ sơ thì nghĩ ảnh cũng là người có tình cảm. Đúng rồi, tại vì ảnh đang chăm sóc mẹ của mình đó. Thật sự anh nói ở đây á, với tư cách đàn anh của em đó, dạ. Hãy về sống chung với mẹ chồng đi. Mẹ chồng bây giờ á, không phải như mẹ chồng ngày xưa. À, mình về đó mình có rất nhiều cái điều kiện thuận lợi. Có thể em sinh em bé rồi mẹ chồng chăm sóc, em đi làm, em có thể phát triển. Còn bây giờ này, nếu em ở một mình, em phải đứng ra chăm sóc, em đâu có làm việc được đúng không? Tại vì em tính em nó độc lập từ đó giờ rồi nên giờ có người khác vô em cũng hơi khó chịu. Cái này em nghĩ là phải để hai bạn tìm hiểu với nhau rồi thích nghi như thế nào rồi. Không, tức là anh muốn em thay đổi cái suy nghĩ đó thôi. Dạ. Sống một mình buồn lắm em ơi. Dạ. Ha? Chào rồi. Anh. Dạ em chào chị. Anh thấy. Dạ thôi anh được nghe bằng chị. Trời dạ. Ơi, em trẻ lắm. Anh thích một mẫu người bạn gái như thế nào về ngoại hình á? Thì ngoại hình thì từ 1m55 tới 1m6 được rồi chị. Dạ. Cân nặng thì tầm 55-60 cũng được, vậy thôi. Vậy vậy thì nãy giờ nghe nói chuyện rồi đó, anh hình dung cô gái bên này như thế nào? Em nghĩ là cô bên đó cũng cá tính cũng mạnh. Cô nói là cô độc lập thì em cũng bước ra cuộc sống, ra bước vào đời là lúc 15 tuổi. Em cũng độc lập từ lúc 15 dạ, tuổi. Dạ. Hai người độc lập, cưới về hai người sống hai nhà cũng được. Thôi, cho nó bây giờ lập. Mình à, giao lưu người thân đi. Đúng rồi. Đàn gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đến với bạn của em chị. Dạ, lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay ạ. Dạ, thì em chỉ có vài điều muốn nói là bạn của em thì tính tình thì khá là trẻ con. Nói chuyện thì rất là vô tư, hồn nhiên và nghĩ sao nói vậy. À, nếu mà hai người mà có đi với nhau về sau này á, thì em nghĩ là anh sẽ có một trái tim anh phải nói là rất là... rất là vĩ đại để có thể mà bao bọc những cái tính tình hơi trẻ con của bạn em anh. Rồi, dạ em chỉ có nói vậy thôi ạ. Rồi cảm ơn em. Hôm nay Ngọc đi với ai? Dạ em đi với mẹ với các anh chị trong gia đình. À có mẹ nữa có hả? Có mẹ nữa hả? Rồi chào cô. Dạ lời đầu tiên tôi xin chào trường quay. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Dạ có nhiều và xin cô. Chào tất cả mọi người. Tôi là mẹ của cháu Ngọc. Thì hôm nay tôi đi đến đây với cháu thì với nguyện vọng là cũng mong gái của cháu là hợp với cháu để tôi mau có con dâu, có cháu nội đứa bồng.
Cô thấy con dâu tương lai có hợp với mình không? À con ơi, Thảo ơi. Dạ, con chào cô. Nói vậy thôi chứ cô cũng không có khó khăn gì đâu. Thì cô cũng làm dâu rồi mà. Thì con thì nói thật là cô thì có mình nhìn là hàng ngọc con trai thôi. Nói chung là mẹ con thì cũng phải đùm bọc. Nếu mà hai con mà có đến được với nhau được, con cứ thích ở riêng thì cũng được, không sao. Không sao, cô nói thật, cô rất dễ. Dạ. Cô lại muốn thích về quê, về muốn đi đâu đi cũng được, cũng không sao. Thường quá. Cô dạ. Đừng cứ thật. Rất là tâm lý. Một người mẹ tuyệt vời luôn. Dạ. Sẵn sàng hy sinh tất cả vì con của mình. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ vâng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái không gian riêng của hai bạn. Dạ. Cứ tìm hiểu và trò chuyện và quyết định nha. Mở rào. Dạ em chào anh. Anh có món quà tặng anh. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Dạ, đây là quyển sách em tâm đắc nhất nhưng mà em chưa có kịp đọc nó nên hy vọng là anh sẽ ngồi đọc cho em nghe. Dạ anh cảm ơn em. Dạ đây là 99 bó hồng cũng tượng trưng cho tình cảm của anh dành cho em đó. Rồi bây giờ hai người bắt đầu nói chuyện đi nha. Nếu anh nói nếu mà chúng mình đến được với nhau thì em mong muốn một cái cuộc sống gia đình như thế nào? Em chỉ đơn giản là vợ chồng hiểu nhau là được rồi. Thì hồi nãy em nói là em chỉ muốn hai vợ chồng sống thôi. Tại vì kiểu như là em nó độc lập quá cho nên nhiều khi tính của em nó cũng hơi vô tâm. Nhiều khi em cũng hững hờ với người khác lắm. Em cũng ít quan tâm, em chỉ nghĩ cho bản thân em thôi à. Em có thể tranh luận với bạn ấy để tìm ra mấu chốt để cùng hòa hợp với nhau. Cái chuyện mà ở chung với mẹ và không ở chung với mẹ, chuyện này khó đó. Cái vấn đề là em nói ra là ý là trong cái cuộc sống gia đình đó, ví dụ anh với em tới với nhau là ý là chỉ có anh và em thôi. Dạ đúng rồi. Cái đó thì với anh thì anh không thể chấp nhận được. Không, thật ra thì nó cũng xuất phát từ cái khuyết điểm của em. Tại vì em là cái người hơi hay lo xa này kia. Nên là em nghĩ là ở chung thì em thấy có nhiều cái mâu thuẫn á. Thì khi em chỉ thương cái người đàn ông của mình thôi. Tại vì khi mà lúc đó người ta sẽ đứng ở giữa mẹ và vợ, không biết là phải xử lý là nghiêng về bên nào. Nó cũng sẽ dẫn đến cái vấn đề là em không thích ở chung. Anh hiểu vấn đề em muốn nói rồi. Thì anh cũng nói là vấn đề là nói chung để nói nhanh Quỳnh Linh để tìm ra được cái chung nó thiệt là khó. Vì anh cũng quan điểm của anh là như vậy. Dạ. Yeah. Bây giờ quan điểm cuối cùng, bởi cái đây là cái mà nãy giờ vẫn chưa giải quyết được. Em lấy vợ. Dạ. Yeah. Bắt buộc là phải về sống chung với em với mẹ. Dạ yeah, đúng rồi. Đúng không? Em lấy chồng. Dạ. Yeah. Em không muốn sống chung với mẹ chồng. Đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Quyết định như vậy. Dạ. Yeah. Không sống chung với ai hết. Có thể là sống chung với gia đình của em. Có thể là sống chung với gia đình của em. À, hả? Tức là sống chung gia đình em thì được. Dạ đúng rồi, sống chung gia đình em thì được. Ý cái đó phải lo xa mà, cái đó là ích kỷ đó bé gái. Sao vậy em? Sao sống chung gia đình em được mà không sống chung gia đình chồng được? Anh nói nè, về nhà chồng đi rồi em sẽ hối hận những cái lời nói của em đó. Thôi cái này để suy nghĩ sau. Suy nghĩ sau hả? Không, bây giờ mình phải giải quyết cho ra vấn đề. Chị nói nghe nè. Những gì em nói ở đây, dạ. Những gì em suy nghĩ ở đây, tất cả khán giả ngồi trường quay đều thấy, tất cả khán giả xem tivi sẽ chứng kiến. Ừ. Và qua đây họ sẽ có đánh giá, họ sẽ có suy nghĩ về em, về phát ngôn của em. Nên thực sự phải cẩn trọng. Ví dụ như chị đang nghĩ là em muốn độc lập hai chồng sống với nhau, cuối cùng bây giờ em giật ngược lại, em nói về sống với gia đình em. Như vậy không phải là chị nghĩ là hơi bị ích kỷ cho bản thân mình rồi. Suy nghĩ kỳ lại đi em gái, về nhà chồng nha. Dạ thôi, nếu mà anh nãy giờ suy nghĩ vậy em thấy ý kiến nó cũng hay. Cũng hay, đúng rồi. Một tràng pháo tay cho cô gái. Thật sự thế này nè, anh thấy anh Ngọc đây cũng rất là chân thành. Em một cô gái cũng rất là dễ thương. Mẹ chồng dễ thương vô dễ cùng thương, luôn. Rất thương. Tại vì em nhiều cái nãy như bạn em bà lo... bớt lo xa đi. Mọi người cho em xả nha. Bà sợ về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu rồi chồng đứng giữa rồi không biết rồi lỡ con trai lúc phải binh mẹ. Bà bớt lo xa đi, hiểu không? Dạ. Bây giờ cuộc sống bây giờ thế kỷ 21.0 rồi. Đừng có la em gái tôi. Em gái tôi dễ thương, em gái tôi sợ thôi. Dạ. Anh hiểu em. Không phải. Nhưng mà cuối cùng là bây giờ là cuối cùng là em đồng ý về nhà chồng chưa? Dạ rồi anh. Rồi nha, nghe lời anh đi. Đây là chỗ dựa rất tốt luôn đó. Dạ. Rồi nha, đường ra đó Ngọc. Bớt lo xa nha, bớt lên chân chân nha. Em gái rất là dễ thương nhưng có một điều là em giữ quan điểm của mình quá. Dạ. Cuối cùng thì cánh cửa tình yêu cũng đã mở đó. Dạ. Bây giờ để giải tỏa căng thẳng mình hát nhau tặng nhau một bài để cái chuyện này sao nó căng thẳng quá. Ờ vậy đi. Em thì hát không có hay nhưng cũng hay hát.
Bắt đầu. Em thì không nhớ tựa bài hát gì, mà cứ hát ra chắc là người người sẽ biết. Dạ. 2, 3. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua, anh gối ghém từng kỷ niệm. Phải giấu con đường xưa, những chiều hẹn cơn mưa đổ. Mưa lạnh vai em, anh thấy lòng mình giá bằng. Hay quá. Giây phút quyết định đã tới. Nếu mà Thảo rung động thì Thảo bấm. Nếu Ngọc rung động thì bấm. Không phải bấm để mình vừa lòng ai đó. Thích thì bấm, không thích thì thôi. Nào. 3 2 1 Hết thời gian. Em có bấm không vậy? Dạ không. Rồi, cảm ơn em, đứng lên nè. Đây, hoa của em. Thảo ơi, tại dạ, sao lại không bấm Thảo? Không, thật sự bạn Nam cũng là người rất là tốt. Nhưng mà nãy Gia nói là mình chỉ thật sự cảm thấy rung động thì mình mới bấm. Đúng vậy. Dạ, tại vì có thể là bạn đó tốt, nhưng mà có những cái em chưa thật sự cảm thấy rung động với bạn. Chính xác. Dạ.